Hôm nay tôi sẽ xin trình bày với anh chị em một cái nội dung, đó là tách hoặc là lóc tách của cái thành động mạch chủ, một cái bệnh lý rất nặng, rất nguy hiểm và gần đây có cái xu hướng là tăng nhanh lên ở trong cộng đồng của chúng ta. Chúng ta biết động mạch chủ của chúng ta, người ta coi như là một cái đại lộ chính để dẫn máu đi nuôi toàn bộ cơ thể. Tất cả chúng ta đều hiểu động mạch chủ được xuất phát từ cái buồng tâm thất trái, sau đó nó dẫn máu đi nuôi khắp toàn bộ các cái cơ thể của chúng ta, chia ra rất nhiều các cái nhánh nhỏ trên cái đường đi. Động mạch chủ gồm có các đoạn chính, đó là động mạch chủ lên, quai động mạch chủ, động mạch chủ xuống, trong đó có cái đoạn động mạch chủ ngược, rồi đến các cái động mạch chủ ở bụng, và sau đó chia ra các cái nhánh động mạch chậu, rồi động mạch đùi, vân vân. Với cái thành động mạch của chúng ta đều hiểu là nó gồm có 3 lớp, các cái lớp áo trong, lớp áo giữa và lớp áo ngoài. Thế thì các bệnh lý thường gặp với cái động mạch chủ của chúng ta là gì? Có thể là phình của động mạch chủ. Thường ở trong cái trường hợp phình động mạch chủ đó là có cái yếu tố bẩm sinh, có yếu tố di truyền, nhưng trong đa số các trường hợp là do cái tình trạng nó bị xơ vữa của cái thành mạch của chúng ta. Có một cái bệnh lý là cái phần nội dung chúng tôi trình bày hôm nay, đó là tách hay là lóc tách của cái thành động mạch chủ. Trong các trường hợp lóc tách động mạch chủ đó, có thể có hoặc là không có phình động mạch chủ từ trước. Trong trường hợp mà có thể có các bệnh lý là nó thấy là chảy máu ở trong cái thành động mạch chủ, có thể do loét của cái thành động mạch chủ, cũng có thể do chấn thương của động mạch chủ, và một số các bệnh lý là viêm của các cái thành động mạch chủ, nó gây nên các cái bệnh lý của trong động mạch chủ của chúng ta. Về lóc tách thành động mạch chủ, đây là một bệnh lý không phải là hiếm gặp lắm, nhưng ngày xưa chúng ta vẫn thường nghĩ, và ở bệnh viện thì chúng tôi thấy là càng ngày cái tỷ lệ lóc tách thành động mạch chủ nó càng nhiều. Cụ thể là gì? Khi lóc tách thành động mạch chủ đó thì nó có một cái sự tách ra giữa cái lớp áo trong và cái lớp áo giữa, cái dòng máu nó lóc dần ra và cái thành của động mạch nó bị tách ra làm hai lớp. Dòng máu nó đi vào qua cái điểm bị rách này, gây ra tách của hai cái lớp áo này và tạo ra một cái lòng thật và một cái lòng giả. Thường cái lóc tách đó ở vị trí nào? Thường ở cái vị trí là động mạch chủ lên, phía trên của song vành. Cũng có khi nó ở chỗ vị trí của động mạch chủ xuống, ngay sau chỗ xuất phát của các cái động mạch dưới đòn. Vậy nguyên nhân gây tách cái thành động mạch chủ là cái gì? Trong đa số các trường hợp thường là do tăng huyết áp không được điều trị tốt, và có thể trên cơ sở một cái bệnh lý động mạch chủ có từ trước. Tất cả các cái trường hợp đó, ngoài ra còn có thể do xơ vữa động mạch chủ, hoặc là có phình động mạch chủ từ trước, đây là cái bệnh bẩm sinh, hoặc là không có phình gì cả mà nó bị lóc tách ngay. Cũng có thể có loét của cái thành động mạch chủ do xơ vữa của cái thành động mạch chủ, có thể chảy máu ở ngay trong cái thành đó do vỡ của cái mạch đó để nuôi các mạch máu. Cũng có khi lóc tách do chấn thương, do các quá trình phẫu thuật gây lóc tách. Cũng có khi lại là do một số các bệnh lý ác tính nó xâm lấn vào trong lòng động mạch chủ. Và cũng có khi lóc tách do một số các nguyên nhân nhiễm trùng gây lóc tách của cái thành động mạch chủ. Lóc tách thành động mạch chủ là một bệnh lý chúng tôi xin nhấn mạnh là rất nguy hiểm, vì tỷ lệ tử vong của nó khá là cao. Nó không phải là bệnh hiếm gặp lắm. Ở Việt Nam chúng ta ngày càng gặp nhiều hơn, chúng ta khi mà so với các thời kỳ trước đây. Tỷ lệ tử vong rất là cao. Người ta thấy là nếu tách của cái đoạn động mạch chủ lên ấy, tử vong có thể trên 40% trong vòng 48 giờ đầu. Và trung bình nếu chúng ta để chậm, cứ 1% mỗi 1 giờ, đúng không ạ? Nó lại tăng lên, mỗi 1 giờ nó tăng lên cái tỷ lệ tử vong, tăng lên 1% trong vòng 48 giờ đầu.
đấy là tách động mạch chủ lên. Với tách động mạch chủ xuống thì tỷ lệ tử vong có thấp hơn, nhưng nó vẫn là rất cao, trong vòng 48 giờ đầu tiên khoảng trên 5% các trường hợp đó là tử vong. Cái biến chứng thường gặp nhất của tách thành động mạch chủ đấy là đột ngột nó gây ra vỡ động mạch chủ, và trong các trường hợp vỡ động mạch chủ đó, người thầy thuốc gần như không làm được gì ở trong trường hợp này, thường là dẫn đến tình trạng tử vong luôn của người bệnh. Một số các trường hợp biến chứng hay gặp đó là tràn dịch màng tim, tràn dịch màng phổi, do nó thấm máu từ cái chỗ lóc tách của động mạch chủ nó thấm ra. Cũng có các trường hợp là do lóc tách của cái thành động mạch chủ đó nó làm che lấp luôn cái lỗ vào động mạch vành, từ đó gây ra một cái bệnh cảnh nhồi máu cơ tim, động mạch vành không được nuôi dưỡng máu nữa, mà do cái nguyên nhân là nó lóc tách của cái thành động mạch chủ nó bịt luôn vào cái lỗ của động mạch vành. Một số trường hợp hở chủ nặng quá cũng có thể gây ra lóc tách động mạch chủ. Một số các trường hợp thiếu máu cấp tính ở các tạng như là tai biến mạch não, thiếu máu thận, thiếu máu mạc treo, thiếu máu chi dưới cấp tính, đây là các biến chứng khá thường gặp. Chúng ta biết là nếu mà nó lóc tách lên ở cái vị trí quai động mạch chủ đấy, thì các động mạch thân tạng, các động mạch cảnh cũng có thể là bị lóc tách theo, có thể bị hẹp hay là tắc hẳn của các lòng của các mạch đó, gây ra thiếu máu của não, và cũng có khi nó lóc tách xuống ở phía dưới chỗ động mạch chủ bụng ở phía dưới, có thể gây ra hẹp tắc hoặc là thiếu máu của cái động mạch thận hay động mạch mạc treo, vân vân. Trong các trường hợp mà lóc tách động mạch chủ mãn tính thì cũng hay gây ra phình, giả phình, hoặc là thậm chí các cái lòng giả nó còn lớn hơn cả cái lòng thật, nó chèn ép và làm hẹp của cả cái lòng thật ở trong lòng của động mạch chủ. Với các cái bệnh lý là phình tách động mạch chủ, người ta có nhiều cái cách phân loại. Những cái cách phân loại trên lâm sàng người ta hay sử dụng nhất đấy là phân loại theo Stanford. Người ta thường chia ra là Stanford A và Stanford B. Có thể nói vắn tắt, khi có tổn thương của cái đoạn động mạch chủ lên thì đấy người ta gọi là Stanford A. Nếu mà có tổn thương động mạch chủ xuống, tức là sau cái chỗ xuất phát của động mạch dưới đòn bên trái, thì cái đó người ta gọi là Stanford B. Ngoài ra cũng có một số tác giả người ta chia theo cái gọi là Debicki, nhưng trong trên lâm sàng đa số người ta thường chia theo cái gọi là phân loại tách thành một chủ theo Stanford A hay là Stanford B. Đây chúng ta có thể thấy cái hình ảnh là cái thành một chủ đây có một cái lòng thật đây và một cái lòng giả, đúng không ạ? Cái do dòng máu nó xoáy vào đây, nó chia ra tạo thành một cái lòng giả đây, và lòng thật là đưa máu đi nuôi cơ thể, nó bị hẹp lại do cái lòng giả nó đè ép vào.